là một trong những thư viện lớn ở Hà Nội và khá chú trọng đầu tư cho hoạt động số hóa thư viện. 3 năm qua, Thư viện Hà Nội đã số hóa được trên 10.000 tài liệu địa chí về Hà Nội. Hiện nay, cái nội dung số hóa tài liệu thư viện cũng là một nội dung được Thư viện Hà Nội rất là quan tâm, chú trọng đến cái việc số hóa, đặc biệt là số hóa cái vốn tài liệu địa chí về Hà Nội của Thư viện. Thế thì cái việc số hóa cũng đã được tiến hành trong khoảng 3 năm nay. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đã có khoảng trên 100.000 cái trang tài liệu số hóa. Tuy nhiên, cái việc số hóa này sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho bạn đọc để có thể tiếp cận được đến tài liệu. Số hóa tài liệu, sách sẽ giúp bạn đọc nhanh chóng nắm bắt được hệ thống tư liệu đồ sộ của các thư viện mà không cần phải mất thời gian trực tiếp đến thư viện tìm sách một cách thủ công. Bằng cách này, nhiều thư viện đã thu hút được bạn đọc đến với thư viện nhiều hơn, cả trực tiếp và thông qua trực tuyến. Hiện nay thì cái lượng truy cập trực tuyến so với hàng năm thì chúng tôi cũng, cái lượng truy cập trực tuyến thì ngày một tăng hơn. Và gần như chúng tôi cũng cho rằng đây là một cái định hướng trong cái thời gian tới. Bạn đọc hiện nay thì không chỉ là đến trực tiếp để đọc và sử dụng thư viện mà người ta cũng khai thác trên không gian mạng. Theo cái thống kê của chúng tôi thì nó cũng tăng dần lên cái lượng truy cập tính trung bình. Cái lượng bạn đọc sử dụng thư viện tại trụ sở cũng như là truy cập trực tuyến hiện nay nó dao động, các năm gần đây dao động trong khoảng từ 7.000 cho tới hiện nay là khoảng 10.000 lượt truy cập trong một ngày. Tuy nhiên, việc số hóa của các thư viện đang gặp nhiều vướng mắc khiến cho quá trình này chưa thực sự thông suốt. Trong đó, vướng mắc lớn nhất chính là vấn đề bản quyền của các tài liệu, sách được số hóa đưa lên thư viện trực tuyến cho bạn đọc khai thác. Nhiều tác giả không muốn số hóa vì muốn giữ sách để tái bản. Đây chính là lý do mà dù sở hữu gần 700.000 bản sách, tài liệu, nhưng đến nay Thư viện Hà Nội mới số hóa được 3.000 tài liệu, đạt tỷ lệ 0,43%. Và điều đáng nói là bạn đọc muốn sử dụng tài liệu số hóa vẫn phải trực tiếp lên thư viện. Có một cái hạn chế, đó là vấn đề bản quyền. Mà chắc chắn là các thư viện khác cũng khi mà thực hiện cái việc số hóa tài liệu cũng sẽ bị vướng. Và chúng tôi cũng rất là hy vọng với sự phối hợp của các cái bộ ban ngành liên quan thì cái việc mà chúng ta đẩy mạnh cái việc số hóa tài liệu thì nó sẽ mang lại được những cái hiệu quả rất là thiết thực. Ngoài ra, vấn đề nguồn lực để số hóa còn hạn chế cũng gây khó khăn lớn đối với tiến độ số hóa thư viện. Chúng tôi cũng đang mong muốn để làm sao mà có thể được đầu tư thêm và cái đầu tư nó đồng bộ hơn để từ đó chúng tôi có thể có những cái thiết bị cho phép số hóa, cái lượng số hóa được nhiều hơn và kết nối liên thông tới các thư viện và với không gian mạng để bạn đọc có thể khai thác và sử dụng được nhiều hơn. Đầu năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình chuyển đổi số ngành thư viện, trong đó đặt ra mục tiêu cụ thể đối với hoạt động số hóa thư viện, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể, hành lang pháp lý cho quá trình này. Chương trình này được nhận định là sẽ góp phần phá vỡ các rào cản cho quá trình số hóa thư viện, một trong những bước đi đầu tiên và quan trọng giúp các thư viện có những bước tiến thuận lợi hơn trong giai đoạn tiếp theo là chuyển đổi số thư viện trong tương lai.